Chào mọi người, vậy là chỉ còn 20 ngày nữa là đến Giáng sinh. Và hôm nay mình cùng với anh em vừa nhận được một nhiệm vụ. Bạn Giao cực kỳ nóng hổi cây đàn piano cơ Yamaha U1G từ showroom 98 Bành Văn Chân, Tân Bình đến với một gia đình khách hàng ngay tại Tân Bình luôn nha. Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà độc đáo đầy yêu thương mang lại sự ấm áp đêm Noel thì video này chính là dành cho các bạn đấy. Và đây sẽ là buổi lên đường của nhân vật chính Yamaha U1G đang ưu đãi lên đến 17%, giá cực kỳ hấp dẫn từ 30 triệu chỉ còn 25 triệu. Trong lúc đội đang từng bước đưa đàn ra cửa tải để bắt đầu cho chuyến đi thì các bạn tâm sự cùng mình chút nhé. Từ piano bắt nguồn từ tiếng Ý piano forte, có nghĩa là nhẹ và mạnh. Tên gọi này phản ánh khả năng độc đáo của đàn piano, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, đáp ứng mọi cảm xúc âm nhạc của bạn. Đặc biệt, một cái đàn như Yamaha U1G có thể đồng hành cùng bạn và gia đình trong suốt nhiều năm, thậm chí qua cả một thế hệ. Đàn và quà tặng đã được nhanh chóng đưa vào xe. Nào, xuất phát thôi nào. Nói đến nhạc cụ thì không thể không nhắc tới Minh Phụng Music, đơn vị kinh doanh nhạc cụ đã hoạt động hơn 15 năm, hợp tác với những thương hiệu hàng đầu như Yamaha, Kawai, Kidman. Từ Sài Gòn đến khắp cả nước, tụi mình đã bàn giao hàng trăm cây đàn piano cơ và tụi mình luôn đảm bảo mang đến sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tận tâm nhất cho mọi khách hàng. Đàn này được đóng gói cực kỳ kỹ lưỡng với nhiều lớp ni lông dày để hạn chế tối đa chảy xước khi đổ đẩy vào hẻm để đưa đến tận nhà cho gia đình. Yamaha U1G đã vào nhà một cách an toàn. Các bạn ơi, hãy cùng đội chuẩn bị các phần quà tặng hấp dẫn theo đàn nhé. Và đây chính là chiếc ghế piano Nhật dày với chất liệu gỗ chắc chắn, khăn phủ đàn, khăn phủ phím màu đỏ. Và đừng quên, món phụ kiện quan trọng nhất của đàn chính là ống sưởi, sẽ được đội lắp sẵn trong đàn hoặc đôi khi lắp ráp khi bàn giao. Cảm giác mang âm nhạc vào không gian sống của mỗi gia đình Việt luôn là điều tuyệt vời nhất. Và để món quà Giáng sinh này thêm phần ý nghĩa thì đàn sẽ được các bạn nhân viên kiểm tra ngay tại chỗ cùng với khách hàng. Đồng thời mình sẽ hướng dẫn luôn cho bạn cách sử dụng và bảo quản đàn đầy chu đáo và chuyên nghiệp nhất. Đây là vài thông tin thú vị xung quanh món quà Noel Yamaha U1G. Đàn được trang bị với khung đàn bằng gang cho độ ổn định và khả năng chịu lực vượt trội, sâu bo gỗ vân sam cao cấp cho âm thanh tự nhiên, bố đàn bọc nỉ mang lại âm sắc tinh tế, dây đàn bằng thép có độ đàn hồi tuyệt vời, hệ thống 3 pedal giúp tạo độ vang hoàn hảo. Bên cạnh đó là chế độ bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây một lần. Vậy là hôm nay tụi mình đã hoàn thành buổi bàn giao cây đàn piano Yamaha U1G đến với khách hàng tại Tân Bình. Đây thực sự là món quà Giáng sinh tuyệt vời mà bạn có thể cân nhắc nếu bạn muốn sở hữu một cây đàn piano cơ trong dịp lễ này. Thì đừng bỏ qua chương trình giảm giá ưu đãi lên đến 20-30% tại Minh Phụng Music dành cho tất cả các sản phẩm đàn piano cơ. Xin chào và hẹn gặp lại.